đang làm gì đó? Rửa nồi. Rửa nồi ha. Dạ. Dạ, nay nấu cơm gì vậy? Chưa, đang rửa nồi đang chuẩn bị nấu. À, nấu cơm chuẩn bị nấu ăn ha. Dạ. Hôm nay có gì ăn chưa? Chưa. Chưa có gì ăn hết trơn hả? Dạ. À, rửa nồi xong đây, hôm nay em có mua cho anh cái lò để nấu cơm nè. Dạ, mua rồi, có em cũng cảm ơn anh. Ờ. Dạ. Cái này thì ăn cơm hồi trưa đó hả? Mới rửa hay vậy? Có hôm qua. Hôm qua ha. Sáng giờ chưa có nấu. À. Thì bữa nay có đi làm không? Có. Dạ. Làm công việc hôm bữa đó hả? Đi đắp sình gì đó hả? Dạ. À. Rồi bữa vợ có đi làm gì không? Vợ thì ở nhà. À, vợ ở nhà thôi ha. Dạ. Sao không cho vợ ở nhà nấu cơm luôn đi? Rửa chén rửa nồi luôn. Thì vợ đang ở nhà rồi lo này kia rồi lu bu quá không có nấu được. Kiểu như thương vợ không muốn cho vợ làm gì đó ha. Dạ dạ. Quá thương vợ rồi, là dành làm hết trơn luôn, chuyện gì cũng làm hết trơn ha. Dạ. Thôi rửa xong đi rồi lên lấy lò để hồi nấu lò mới luôn ha, khai trương lò mới luôn ha. Dạ, dạ. Rồi anh Trắng. Dạ. Tình hình hôm nay vui vẻ không? Vui. Ngày vui ha. Dạ. Tối ngủ được không? Được. Dạ, thấy mặt vui vẻ, thấy mặt cười vậy là biết ngủ được rồi ha. Dạ. Rồi hôm nay tặng cho anh cái lò để nấu cơm nha. Dạ dạ, em cũng cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Rồi giờ là chưa nấu cơm thôi, giờ đem dùng nấu cơm luôn đi. Dạ dạ dạ. Ừ. Rồi cả nhà ơi, hôm nay mình cũng đến đây thăm anh Trắng ha, cũng tặng cho anh cái lò để anh nấu cơm. Đó, từ khi vợ về bây giờ anh cũng đã vui vẻ có mùa xuân trở lại rồi. Bây giờ mời cả nhà mình cùng trò chuyện với anh Trắng ha, để coi anh nấu cơm nước này kia ra sao nhé. Rồi này có cần che lại không Trắng? Dạ, giữ thôi. Hả? Giữ được rồi. Sợ xương xuống rồi nó dễ hư không? Hư mình kiếm mình đậy lại. Ừ. Rồi vợ về rồi không có gì mới mẻ hết trơn hả? Dạ. Có gì vui vẻ không? Giống như là hai vợ chồng. Vợ về cũng vui á. Vui không? Vui. Vui thấy mặt anh buồn quá. Dạ. Cười cái ơi à, cái mặt xinh như hoa tươi như bông bụt nữa ha. Hỏi thiệt anh Trắng nè, vợ về 3 ngày kỳ không có vợ cái bên đó. Dạ. Vợ về hồi tối có làm nháy nào không? Đó có hả? Ôm không à? Ôm không hả? Dạ. Thiệt không à? Thiệt. Đi vắng 3 ngày kỳ mà. Có cũng bình thường á. Bỏ bình thường. Bỏ bình thường hả? Dạ. Chứ không có làm gì hết chứ. Không làm gì hết dây luôn. Dạ. Tin được không đây ta? Thiệt. Nói là có trời. Thiệt. Thề có Chúa Giêsu luôn hả? Dạ. Rồi chụm lửa sao kỳ vậy? Sao để củi kìa. Ừ. Ờ, để vậy mới đúng chứ. Rồi, quay lại như mặt cá. Rồi, cái mặt tươi quá ha. Dạ. À, không có mới sợ. Thế không có, thiệt. Không có đâu, chút xíu hỏi chị Liễu biết liền, chị Liễu thành thật đó. Thế không có. Rồi vợ về hôm qua hễ đại ếch rồi bữa nay đại gì nè? Nay không có cái gì. Trời ơi không có nữa hả? Rồi nay anh tính làm món gì ăn đây anh Trắng? Tính bắp cuối hồi mình luộc chấm muối ớt. Bắp chuối luộc chấm muối ớt hả? Dạ. À. Món ăn đơn giản quá ha. Dạ. Rồi ở đây là chị cũng đang nấu cơm ha. Này mình mua nước thùng nước lọc về mình để xài từ từ vậy hả chị? Đúng. Dạ. Yeah. Hôm nay mình có đi làm gì không chị Liễu? Bữa nay chồng đi bôi sình. Dạ. Yeah. Rồi mình ở nhà mình không nấu cơm làm đồ ăn cho chồng đi. Chừng nào chồng về chồng kêu nói chừng nào về hả nấu. Cho nó mà nóng ăn nó vô. À kiểu như đợi chồng nấu về. Nấu sớm nó nguội ăn hết ngon. À phải đợi chồng về để chồng nấu cho ăn mới ngon đó đúng không? Trời ơi, được chồng cưng quá trời luôn rồi nè. Rồi hôm bữa em cũng có lên clip cũng như của chị đó. Cũng có rất là nhiều khán giả hỏi chị về một cái vấn đề này á. Thì cũng như là hôm bữa chị bỏ đi mấy ngày đó chị Liễu.
Dạ. Cũng có nhiều khán giả thắc mắc là chị không biết là chị có dứt khoát với chồng bên kia chưa, tại sợ là sợ chị ở ngoài hôm cái chị bỏ ba bển rồi tội nghiệp anh Trắng ở đây á. Có đâu, có dạ, như ngày trước, mấy ngày trước là đi đi bỏ anh Trắng là đi thăm con. Dạ. Rồi nói với anh chồng luôn. Dạ. Nói với anh chồng luôn, nói là vợ chồng mình vậy vậy đó. Dạ. Quyết định gì đi, rồi mà ai lấy sống. À. Thì đừng nói lại kiếm chuyện gì với anh Trắng nữa, nói vậy. À, là mình đi mình nói chuyện cho nó rõ ràng đó đúng không? Đúng rồi. Tại có nhiều khán giả cũng như rất là quan tâm đến kiểu như cái câu chuyện của chị với lại anh Trắng đó, thì hôm bữa cũng như có hỏi câu hỏi rồi đó, thì hôm nay để cho chị trả lời. Kiểu như ở đây có nhiều khán giả cũng như thấy chỗ anh Trắng đây thấy rất là thương, thấy rất là tội nghiệp anh Trắng, kiểu như thấy ảnh hiền quá, mà không biết là ảnh có hiền không hả chị? Hiền. Hiền không ạ? Mà hiền sao thấy nghe nói chị hay ăn hiếp mà hiền gì? Chị dám ăn hiếp đâu, sợ con chết á. Vậy hả? Trời ơi, em nghe bà con nói là cũng như là lúc trước chồng trước của chị là sợ chị lắm đúng không? Sợ thì không sợ đâu, nhưng mà sợ đúng chuyện thì thôi. À, sợ đúng chuyện ha. Đúng chuyện người ta mới sợ, không đúng chuyện sao người ta sợ. Mà sợ đúng chuyện là như thế nào mà chị chia sẻ cái cho như là cả. Mình đúng, cái dạng mình đúng thì người ta sợ mình. À. Còn mình sai người ta đâu có sợ. Dạ. Rồi giống như hôm bữa là qua đây kiếm đó là đúng hay sai? Qua đây kiếm hả? Ừ. Cái dạng như chồng dưới qua đây kiếm á, dạng như là kiếm Trắng nhậu. Dạ. Kiếm Trắng nhậu, Trắng nó không nhậu. Dạ. Rồi xảy ra ấu đả. Ừ. Không phải chồng kiếm chuyện đâu, là thằng bạn kiếm chuyện. Dạ. Cho nên thì chị đã dàn xếp sẵn hết trơn ha. Tính ra chị cũng có tiếng nói dữ á ha. Bên chồng bên kia cũng có tiếng nói, bên đây cũng có tiếng nói dữ luôn thiệt á. Trời ơi, có miệng không nói về. Không, nhưng mà thật sự đó là đáng lẽ là chồng là cái người mà trụ cột, là cái người mà phải có tiếng nói đúng không? Đúng. Nhưng mà ở đây là thấy chị là dàn xếp ổn thỏa hay thiệt, công nhận. Không biết có bí quyết nào mà được vậy chị có thể chia sẻ không chị? Không có bí quyết gì hết trơn. Không có bí quyết gì hết trơn, dạng như là tính tình mình sao vậy. À, tính tình mình sao nó vậy. Còn mình nói chuyện sao thì chồng mình nghe thì mình đâu có sai. Trường hợp mình sai thì mình thằng chồng cũng đâu có cho đúng. À, kiểu như là mình làm sao làm để mình đúng là thôi ha. Đúng mình... hai bên hết trơn. Dạ. Đừng cho sai, đừng cho ẩu đả nhau được rồi. Dạ. Quá giỏi luôn cả nhà. Thật sự là thấy chị quá hay luôn á. Rồi đi mấy ngày về ở đây anh Trắng anh cũng cũng cơm bưng nước rót này kia đầy đủ ha, không có một cái gọi là buồn phiền gì hết trơn, quá giỏi luôn. Cái này là phải chị phải chia sẻ bí quyết cho cái chị em phụ nữ mới được chứ. Là chồng cũng không trách luôn. Đúng rồi. Chồng cũng không trách luôn. Dạ. Yeah. Nhưng mà hiện tại là cái điều đáng lo ngại nhất hiện tại á, là rất là nhiều người người ta sợ là cái gì, chị không dứt khoát bên kia rồi á, ở vài hôm cái quay bên kia vài hôm rồi quay bên đây vài hôm qua lại á, cái sợ điều đó thôi. Cái đó là chị không làm vậy. Cái dạng như chị là nhớ cha là con. Dạ. Nhớ con gái. Dạ. Nhưng mà thăm con. Dạ. Thăm tình hình hay con bệnh hay là không bệnh gì đó. Dạ. Rồi mình đi thăm rồi sẵn cái câu mà chuyện đi thăm con đó mình hỏi con bạn luôn có bị gì không. Rồi thăm con vậy có thăm chồng không? Thì tình cờ thì có anh chồng con đẳng luôn luôn đó. Biết rồi, nhưng mà đi thăm con vậy thì con ở với chồng mà không lẽ không thăm chồng sao? Có, tình cờ ngày đó là đi qua nhà thằng bạn đó là gặp chồng bển, gặp con bển luôn. À. Là định đi qua thăm con đó, rồi cái tình cờ gặp bển rồi ngồi anh bển. Ừ. Nói chuyện với bạn, hỏi thăm bạn rồi bị gì vậy đó, có bị gì không vậy đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà chồng chị có muốn dứt khoát cái gì chị chưa? Hay là còn muốn níu kéo? Ôi, chồng của chị không có mà... Chồng trước á? Chồng thứ hai á hả? Dạ. Yeah. Không có buồn phiền gì hết trơn á, cũng không nói gì hết trơn á. Nhưng mà... Đi gặp cũng bình thường. Có còn muốn níu kéo chị lại nữa không? Không. Sao bữa em nghe nói là chồng muốn kêu chị qua ở bển hả? Muốn... Cái dạng như là muốn năn nỉ về nhưng mà chị không có về. Ừ. Chị quyết định, chị nói là ở với người nào là ở với người đó. Này là do là quyết định ở chị thôi đúng không? Chị là muốn ở đâu là phải ở đó, đúng không? Kiểu như là chị đặt chồng ở đâu là đặt ở đó đúng không? Không phải đặt đâu. Không phải đặt.
đâu phải là đồ vật đâu mà đặt. À, có nghĩa là chị muốn chồng phải cho chị ở đâu là chị phải ở đó, đúng không? Chứ là không có quyết định của chị được, kiểu như là ảnh là muốn chị là quay về, nhưng mà và cái quyền quyết định là ở chị, đúng không? Do chị. Dạ. Rồi bên anh Trắng cũng vậy luôn hả? Dạ. Kiểu như là anh Trắng này là không có quyền là bắt vợ ở đâu hết, vợ muốn đi thì đi à? Dạ. Anh rất là dễ, đúng không? Đi cho đúng vậy thôi, đúng câu chuyện mới cho đi, đúng không? Không có đi sai câu chuyện. À, là không có đi cũng như là đi cho đúng câu chuyện. Dạ. Giống như mình đi thăm không, con không, kia không là... đem không để vợ có vợ đi làm sai, không để chồng cho đi hoài hoài. Dạ, đâu có đúng được rồi. Đúng rồi, có câu chuyện, có đúng chuyện mới cho đi. Dạ. Nhưng mà chị có hứa với anh Trắng là từ đây về sau là không có đi và ở với chồng kia nữa không? Phải là nói rồi, là quyết định là dứt khoát, là dứt khoát đây. Dạ. Vậy là hôm nay là chị nói rõ ha, cũng như cho một số cô chú anh chị cũng như có theo dõi đó, cũng có nhiều người thắc mắc đó, thì hôm nay chị cũng nói rõ rồi, chị cũng đã quyết định ở với anh Trắng rồi ha. Dù có gì đi chăng nữa thì lâu lâu có nhớ con thì đi thăm con hả chị hả? Thì kêu cầu mà nhớ con thì cũng hỏi chồng, nói đi thăm con vậy đó. À, nhưng mà quan trọng là anh Trắng nè, sao anh Trắng nói coi. Dạ. Ví dụ như vợ muốn đi qua bển thăm chồng không cao rồi sao? Thì vợ thì nhớ con thì đi thăm mình cũng đâu ép được. Mà mình là anh Trắng cũng bình thường ha. Dạ. Cũng không có nói gì hết trơn. Dạ. À, này sợ nói sợ chị giận cái một là tiêu luôn quá. Dạ. À, anh Trắng. Tiêu. Dạ. Hai vợ chồng quyết định ổn thỏa là mới đi chứ không phải là cái này cái nọ đâu. Dạ, có nghĩa là bây giờ là anh Trắng anh cũng đồng ý đó, thì nào nhớ con là đi thăm con ha. Xác rồi. Dạ. Đâu có cấm được. Nhưng mà có nhiều khán giả cũng có nói là tại sao á mình không làm cố gắng để mà nuôi cũng như lo lắng cho con đi mà phải lâu lâu đi thăm á. Có khán giả hỏi gì á? Khán giả hỏi hả? Dạ, kiểu như là mình không có ví dụ như lo cho con luôn đi, cần gì phải đi thăm như vậy. Giống lo gì cho đó. Con nếu trường hợp lấy về đây á thì mình đâu có khả năng mình cho nó ăn này nọ. Dạ. Cái rồi ở đây á mình ở đây thì mình sống được. Yeah. Người lớn là sống được, rồi trẻ em nít nôi làm sao mà sống được, cũng tội nghiệp. Yeah. Cũng tội nghiệp con, tại vì cha người ta cho ở bên bển thì ở đi. Yeah. Nói chung thì ở bên bển thì nói chung nó cũng có khả năng hơn, có cái nơi ổn định hơn ha. Ổn định hơn. Yeah. Rồi không lẽ ở đây thì trời mưa trời gió thì tội nghiệp con. Đúng rồi. Rồi hôm qua em cũng có nói chuyện với chị cũng tâm sự là đó giờ chị gặp chồng còn là cũng như ở trong bờ bụi gì không à. Như là cái cuộc đời của mình kiểu như là nó quen với cái cuộc sống như thế này hay sao chị? Cái dạng như cuộc sống của mình thì nó bế tắc rồi đó. Dạ. Biết sao cái số của mình nó vậy, nó vậy. À. Chứ mình muốn vươn lên lắm mà mình vươn lên đâu có nổi. À. Cái số của mình vậy, nó vậy rồi. Đợi gì? Chị Liễu. Rồi chị ở với anh Trắng rồi cuộc sống chật vật khó khăn gì nè, có một ngày nào đó chị chán nản anh Trắng chị bỏ đi không? Chị không có chán đâu, chị không có chán nản chuyện gì hết trơn. Chị dám khẳng định là chị không chán không? Quyết định luôn á, đừng nói khẳng định. Có một ngày nào đó cái mình tưởng nhớ lại những trời chồng thứ hai của mình quay về bên bển không? Không. Quyết định là không luôn? Không. Mình chỉ nhớ con mình đi, mình thăm con thôi phải không? Yêu cầu mà nhớ con thì nói với anh Trắng, nói đi thăm con vậy thôi, ngày hai ngày vậy đấy. Mà sao kêu anh Trắng bằng Trắng, kêu bằng anh Trắng? Kêu bằng chồng không à, đừng nói là thằng. Rồi từ lúc chị bỏ đi đó, chị quay về anh Trắng nói gì không? Không. Không nói gì luôn. Rồi lúc đó chị về chị làm sao? Chị về chị vô làm sao đó, chị về thì chồng mừng vậy đó. Mừng anh Trắng làm sao? Thì có ôm hôn gì không? Ôm hôn rồi đó là bình thường này. Vậy làm cái gì nữa? Không có làm gì hết trơn á. Chỉ là nói vợ về mừng vậy thôi. Vậy hả? Chỉ là mừng thôi chứ không làm gì hết? Không. Chứ không có giận mà mừng phải không? Không có giận. Đúng rồi, lúc mà chị đi là Trắng buồn lắm á. Chị về chắc vui lắm. Vui. Nghe mấy người dân này nói là chị đi thăm con là Trắng ở nhà, Trắng khóc. Mà không biết có sự thật hay là không. Rồi chị nghe người ta nói thôi chứ chị đâu có thấy phải không? Chính xác. Nhưng mà chị có thể nào tin được là anh Trắng khóc không?
chắc có thể vậy. Theo chị, theo chị thấy thì chắc có lẽ anh Trắng không thể nào rời xa chị được rồi. Cưng vợ lắm, nói ngay đi. Yeah. Rồi, rồi chồng bên kia cưng vợ không? Chồng bên kia thì lúc trước thì gặp nhau thì cũng cưng vậy thôi, nhưng mà cũng xảy ra sự ấu đả, cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ, không cưng bằng vậy. À, khiến cho chồng chứ không cưng bằng chồng sao ha? Không bằng.